Tiếp nối các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cuba, chiều cùng ngày tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã hội kiến với đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba. Tại cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây cấm vận chống Cuba. Về phía mình, đồng chí Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định quan hệ Cuba-Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc có lịch sử chung, cùng đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, luôn tôn trọng lẫn nhau, được dẫn dắt bởi tư tưởng Hồ Chí Minh và Fidel Castro. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh sự cần thiết tạo cơ chế, biện pháp tháo gỡ khó khăn và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba. Còn đồng chí Miguel Díaz-Canel cũng đánh giá cao dự án liên quan và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, khẳng định Cuba luôn quan tâm và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh đầu tư tại Cuba. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Manuel Marrero bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Cuba. Chính phủ Cuba cam kết sẽ tìm cơ chế, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và những người dân của cả hai nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Cuba. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng có cuộc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên người ở thủ đô La Habana, dâng hoa tại tượng đài anh hùng José Martín, thăm các dự án của Việt Nam tại đặc khu phát triển Marien, gặp gỡ doanh nghiệp và cộng đồng Việt Nam tại Cuba.